Messi thực sự đã đến Stamford Bridge chơi bóng rồi sao? Đó chính là những gì mà các cổ động viên có thể mường tượng ra khi xem cú đá phạt quá đẳng cấp này. Thử so sánh với những siêu phẩm đã được El Pulgar thực hiện kiểu như thế này mà xem. Quả đá phạt kia cũng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới đấy chứ. Chelsea tiếp tục mạch bay cao của mình với những bàn thắng đẹp mắt, khiến cho các cổ động viên nhà đang mường tượng đến cái ngày mà The Blues trở lại với đấu trường Champions League, thậm chí có thể nâng cao chiếc cúp ngoại hạng Anh sau những tháng năm dài chờ đợi. Và đó chính là khi họ hát vang bài ca về một cái tên duy nhất, Cole Palmer. Cả cầu trường sân vận động lại ôm hai tay, run rẩy theo điệu ăn mừng của chàng trai số 20. Phải đó, Palmer hôm nay ghi tới 4 bàn và chắc chắn anh là người xuất sắc nhất. Nhìn cầu thủ con cưng của mình chơi bóng không khác gì một siêu sao đã nổi tiếng từ lâu. Các True Blues có nhớ rằng cách đây 10 năm họ cũng đã từng đặt niềm tin rất nhiều vào một tiền vệ khác, cũng tài hoa và đẳng cấp chẳng kém gì Palmer ở độ tuổi 22 ấy. Nhưng rồi cuối cùng thì anh ấy lại rời đi, tỏa sáng rực rỡ bên người mới và để lại cho Chelsea sự nuối tiếc. Cầu thủ ấy vẫn đang chơi bóng tại ngoại hạng Anh và đã từng không ít lần chạm mặt, thậm chí là ghi bàn vào lưới của The Blues. Nhưng rồi cũng như một định mệnh, Cole Palmer, người đồng đội cũ của anh ta, giờ lại trở thành niềm hy vọng số 1 của nửa xanh thành London. Quay trở lại cách đây hơn 10 năm, khi Chelsea khi đó sở hữu cho mình các tiền vệ tài năng bậc nhất thế giới bóng đá lúc đó, bạn không thể tưởng tượng được đã có khoảng thời gian mà Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah đã từng cập bến Stamford Bridge khi họ đang trên đường đi tìm sự khẳng định của bản thân. Cả ba rồi đã vươn đến tầm của những siêu sao, nhưng chỉ một mình Eden Hazard còn gắn bó lâu dài với Chelsea. Cả hai cái tên còn lại đều là những sự tiếc nuối. Trong đó, câu chuyện Kevin De Bruyne gắn liền với sự phũ phàng của Jose Mourinho, điều đã khiến cho tiền vệ người Bỉ sớm phải chia tay với The Blues. Ký hợp đồng với Chelsea vào tháng 1 năm 2012, nhưng đến mùa hè năm đó, anh mới chính thức ra mắt đội bóng thành London. Rồi cũng nhanh chóng, một Kevin De Bruyne ở tuổi 22 không tìm được chỗ đứng bên cạnh những Frank Lampard, Ramirez, Oscar hay Juan Mata. Anh lập tức bị đẩy sang Werder Bremen dưới dạng cho mượn. Sau một mùa thành công tại Bundesliga với 10 bàn thắng sau 33 trận, Kevin De Bruyne quay trở lại Stamford Bridge. Huấn luyện viên đầu tiên anh làm việc cùng là Jose Mourinho. Sau nửa năm, De Bruyne ra sân có vỏn vẹn 3 lần. Và một sự việc xảy ra đã chấm dứt đi quãng thời gian ở phía tây London của Kevin De Bruyne và chính thức đưa cái tên Chelsea chìm vào dĩ vãng trong lòng của cầu thủ người Bỉ. Kevin De Bruyne kể lại: "Một ngày tháng 12 năm 2013, Mourinho gọi tôi lên văn phòng. Đó có lẽ là khoảnh khắc thay đổi sự nghiệp của tôi. Ông ấy để vài tờ giấy trên bàn rồi nói: một kiến tạo, không ghi bàn, 10 lần thu hồi bóng. Tôi đứng hình, không hiểu là ông ấy muốn gì. Sau đó thì Mourinho đọc thống kê của các tiền vệ khác, đại loại như là ghi 5 bàn, có 10 kiến tạo. Có vẻ ông ấy chờ tôi phản bác, phải rất lâu tôi mới rụt rè. Có người đã chơi 15-20 trận thưa sếp, còn tôi chỉ là 3. Trong cơn thất vọng, Kevin De Bruyne đã nói rằng nếu câu lạc bộ không muốn sử dụng anh thì hãy bán cầu thủ này đi. Và thế là Mourinho đã đẩy Kevin De Bruyne ra đi bằng sự lạnh nhạt đến đáng sợ của mình. Sang đến tháng 1 năm 2014, tiền vệ người Bỉ quay trở lại Đức để khoác áo Wolfsburg dưới dạng cho mượn và mua đất Anh mùa hè năm đó. Chỉ sau một năm rưỡi, tiền vệ sinh năm 1991 đã giúp Wolfsburg thu về số tiền nhiều gấp 3 khi Man City đồng ý chiêu mộ với cái giá 85 triệu đô la Mỹ. Tất cả những gì mà người hâm mộ thấy được sau đó chính là lịch sử, khi Kevin De Bruyne trở thành tiền vệ kiến thiết xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại, với 10 mùa giải khoác áo man xanh cho đến lúc này, giúp City 6 lần vô địch ngoại hạng Anh và một Champions League danh giá. Mãi sau này khi đã trở thành một trong những siêu sao nổi tiếng nhất giới túc cầu, anh vẫn còn tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi nhắc về câu lạc bộ cũ Chelsea. "Tôi không mong chờ việc mình sẽ rời Chelsea theo cách đó, bởi lúc đó thì tôi còn trẻ và chưa khẳng định được tài năng. Tôi chỉ cảm thấy rằng Chelsea thực sự không muốn sử dụng tôi thì tôi sẽ ra đi. Tôi cần đến một nơi khác để làm lại sự nghiệp." Còn Chelsea, họ thực chất đã lãi về mặt tài chính khi bán Kevin De Bruyne cho Wolfsburg. Tuy vậy thì đến tận những năm sau này, khi chứng kiến cầu thủ người Bỉ thành danh và vươn tầm trở thành một siêu sao, điều đó vẫn khiến cho những người hâm mộ của The Blues chia phe tranh cãi. Một bên thì cho rằng nếu như Kevin De Bruyne không rời câu lạc bộ để tìm kiếm thử thách khác, chưa chắc là anh sẽ có được vị thế và chỗ đứng như ngày hôm nay. Bên còn lại thì cho rằng giả như Mourinho đừng quá khắt khe với cậu học trò cũ và trao cho anh nhiều cơ hội hơn, thì có thể là mọi chuyện vẫn sẽ đi đúng như những gì Chelsea và Kevin De Bruyne trông đợi.
họ sẽ ở trên đỉnh cao cùng với nhau và tiền vệ sinh năm 1991 sẽ là một cầu thủ có thể tiếp bước những Frank Lampard hay Michael Ballack trên con đường trở thành một huyền thoại. Chẳng phải chỉ riêng Kevin De Bruyne, Mohamed Salah cũng đã nhanh chóng cuốn gói khỏi Stamford Bridge chỉ sau có 2 mùa bóng. Và giờ đây thì anh bá đạo thế nào trong màu áo của Liverpool? Có lẽ tất cả đều đã rõ. Chelsea thì đã không còn vị thế của một gã khổng lồ như trước. Họ trải qua những năm tháng thăng trầm và giờ đây thì đang vất vả để đi tìm lại ánh hào quang. Kể từ khi đổi chủ, The Blues đi xuống thấy rõ khi đội hình của họ xáo trộn lớn qua từng năm. Thành tích thực sự không tương xứng với những đồng tiền mà câu lạc bộ đã bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng. Đỉnh điểm là mùa giải 2022-2023 khi Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 12, kết quả tệ hại nhất của họ kể từ khi đội bóng này vươn tầm trở thành ông lớn trên bản đồ bóng đá. Những cái tên đắt giá liên tục được mang về với khoản tiền bỏ ra kếch xù cũng như thời hạn hợp đồng cực kỳ khủng khiếp. Cần thời gian để chứng minh giá trị của mình. Tuy vậy, trong cơn khủng hoảng, ban lãnh đạo của nửa xanh thành London vẫn tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Kể từ cái ngày một chàng trai với dáng người mảnh khảnh đặt chân đến Stamford Bridge, đó là khi Chelsea thành công chiêu mộ một tài năng trẻ đến từ Man City, người đồng đội cũ của chính Kevin De Bruyne, Cole Palmer. Yêu thích Manchester United và ngưỡng mộ thần tượng Wayne Rooney, vậy mà ở tuổi lên 8, Cole Palmer đã gia nhập học viện Man City, nơi có những cơ sở đào tạo tốt hơn, có thể nuôi dưỡng tài năng của các sao nhí đã lọt vào mắt các nhà tuyển trạch viên. Tình yêu bóng đá được bố truyền lại và Cole Palmer thật sự trưởng thành. Anh được ra mắt đội 1 Man City tháng 9 năm 2020 khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu cúp liên đoàn với Burnley. Palmer, một sản phẩm từ chính lò đào tạo của Man City, trở thành hạt nhân sáng giá được Pep Guardiola nhanh chóng đôn lên đội 1 vì tiềm năng quá lớn của mình. Palmer đã được thử lửa cùng với những ngôi sao xuất sắc bậc nhất từ Kevin De Bruyne cho đến Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez hay Raheem Sterling. Cầu thủ sinh năm 2002 dần trưởng thành ở Etihad với những lời hứa hẹn và sự kỳ vọng sẽ cùng với những cái tên sáng giá khác tiếp tục đưa cái tên Man City giữ vững vị thế của một trong những đội bóng mạnh nhất lục địa già. Hai mùa giải đầu tiên tại City dưới sự dẫn dắt của Pep, Cole Palmer chơi 13 trận ở mọi giải đấu và phải chờ đến một năm sau khi ra mắt mới ghi được bàn thắng đầu tiên. Ít được ra sân tại Premier League, nhưng đến mùa giải 2022-2023, Palmer thường xuyên được vào sân hơn dù vẫn là từ băng ghế dự bị với 25 lần. Anh thường xuất hiện ở cánh trái và thi đấu trong những trận đấu quan trọng ở mọi giải đấu, đối đầu với Liverpool, Chelsea, Sevilla và nhiều đội bóng khác. Khởi đầu mùa bóng mới 2023-2024, Cole Palmer ghi bàn ở trận siêu cúp Anh với Arsenal, rồi sau đó thì lập công trong trận tranh siêu cúp châu Âu với Sevilla, nhưng không thể cạnh tranh với dàn sao tấn công ở sân Etihad. Và khi Chelsea chịu chi đến 42,5 triệu bảng để chiêu mộ anh, Pep Guardiola đã chấp nhận để ngôi sao của mình ra đi. Hơn 40 triệu bảng cho một cầu thủ 22 tuổi chẳng phải là một cái giá quá để người ta quan tâm trong thời kỳ kim tiền của môn thể thao vua. Hơn nữa thì Palmer gia nhập Stamford Bridge trong bối cảnh những cầu thủ khác cập bến Chelsea với số tiền còn khủng hơn thế rất nhiều. Enzo Fernandez 120 triệu, Caicedo 116 triệu và Mikhailo Mudryk 95 triệu. Thế nhưng trong những cái tên kia, người thì thất vọng, người thì chỉ ở mức tròn vai và tất cả họ đều phải chào thua trước một Cole Palmer quá xuất sắc. Càng đá, cựu sao Man xanh càng cho thấy sự ảnh hưởng lớn của mình và chứng tỏ rằng con số ấy thậm chí là quá rẻ so với anh. Có được Palmer, Chelsea giải quyết được rất nhiều vấn đề tồn đọng. Họ có một cầu thủ với kỹ năng đi bóng và qua người tốt, tung ra những đường phối hợp và gắn kết tuyến tiền đạo lẫn tiền vệ. Họ sở hữu luôn một chân đá phạt đền vô cùng ấn tượng, người chưa từng bỏ lỡ bất cứ một quả penalty nào trong sự nghiệp. Họ cũng có luôn cho mình một cầu thủ biết cách tỏa sáng ở những trận cầu lớn, chứ không gây thất vọng nặng nề như là Mikhailo Mudryk, không màu mè dườm già như Raheem Sterling và cũng chẳng phải thuộc mẫu chỉ biết cắm đầu dê bóng như Nonny Madueke. Chẳng có gì cảm xúc hơn ngày mà Palmer đối mặt với đội bóng cũ trong trận cầu mưa bàn thắng tại Stamford Bridge khi mà Chelsea của anh kiên cường cho đến những phút cuối cùng. Bước vào thời gian bù giờ của hiệp 2 với bất lợi khi bị dẫn 4-3, nhưng chính cầu thủ mang áo số 20 đã đưa các khán giả nhà nổ tung trong sự sung sướng. Cú đá phạt đền chuẩn xác và lạnh lùng của Palmer ấn định tỷ số 4-4 và như một câu trả lời đanh thép gửi đến Man City, những người đã từng không cho anh cơ hội. Rời một tập thể toàn ngôi sao lớn để sang một đội bóng khác với những cầu thủ trẻ trung và có khát khao hệt như bản thân mình, Cole Palmer đã đúng đắn đến thế nào khi trở thành nguồn sống của cả tập thể Chelsea. Và cũng trên thánh địa này, điều ăn mừng quen thuộc của anh lại khiến cho tất cả cùng thổn thức khi The Blues lội ngược dòng đánh bại Manchester United đầy cảm xúc.
Vẫn là kịch bản cũ khi quả phạt đền muộn màng đến khi Chelsea đang bị dẫn trước và lại là Palmer dứt điểm chuẩn xác kéo trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. Nhưng rồi lần này thì còn thú vị hơn nữa, kịch tính hơn ngàn lần khi chính anh chỉ chưa đến một phút sau đã ghi luôn bàn thắng quyết định. Chính thức đánh dấu cuộc lật kèo lịch sử. Sau 6 năm, Chelsea mới lại tìm thấy niềm vui chiến thắng trước Manchester United tại Ngoại hạng Anh. Và điều đó chỉ đến khi mà Cole Palmer siêu nhân của họ xuất hiện. Rồi đến cái ngày mà anh lập cú poker đầu tiên tại Premier League khi Chelsea đánh bại Everton 6 bàn không gỡ. Palmer như thường lệ vẫn chứng tỏ được phẩm chất của mình bằng 4 bàn thắng hoàn hảo. Một chân trái, một chân phải, một bằng đầu và một quả phạt đền. Thậm chí là anh còn tỏ ra cứng rắn và chững chạc trước tuổi khi một mực từ chối hành động tranh sút phạt đền của hai người đồng đội Nicholas Jackson và Nonny Madueke. Kết quả sau cùng, Palmer giành chiếc giày bạc với 20 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa đầu tiên, chỉ về sau một Erling Haaland quá bá đạo mà thôi. Mùa hè vừa qua là một kỳ Euro đáng nhớ, nhưng cũng phần nào cay đắng với bản thân Palmer trôi qua. Khi dù tỏa sáng như vậy, anh cũng chỉ được Gareth Southgate xếp trên băng ghế dự bị. Phải đến trận tứ kết, dấu ấn đầu tiên mới đến khi Palmer hoàn thành lượt sút luân lưu giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng. Ở trận bán kết với Hà Lan, anh tung ra đường kiến tạo quyết định cho Oli Watkins ghi bàn ấn định cuộc ngược dòng. Rồi đến trận chung kết, dấu ấn nâng cấp lên cú cứa lòng quân bình tỷ số trước Tây Ban Nha. Người Anh thì vẫn về nhì ở giải đấu đó, nhưng bản thân Cole Palmer thì nhận được sự thừa nhận của đông đảo giới túc cầu trước khi bước vào mùa giải mới với Chelsea. Lần này thì anh làm việc với huấn luyện viên mới Enzo Maresca và với một vai trò mới là trung tâm trong lối chơi của đội bóng. Đó là khi mà Enzo Maresca chuyển Palmer vào chơi như một số 10, nhưng vẫn khuyến khích anh hoạt động rộng và hoán đổi vị trí với các đồng đội. Sự thay đổi này đã giúp Chelsea đang có chuỗi thăng hoa khi Palmer hoàn thành rất tốt vai trò kết nối các đồng đội với nhau. Anh đã từng có hat-trick kiến tạo ở trận thắng Wolverhampton 6-2 trong ngày Madueke lập hat-trick. Và đến bây giờ thì Palmer đóng vai chính bằng cú poker đưa Chelsea thắng tưng bừng trước Brighton. Chẳng phải đây là lần đầu tiên Palmer có thể ghi được đến 4 bàn thắng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên thì anh vẫn đi vào lịch sử khi là cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn chỉ trong hiệp 1 kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời. Và có thể nói rằng tuần trăng mật của Enzo Maresca với The Blues vẫn chưa kết thúc chính bởi cái tên Cole Palmer. Chỉ cần thi đấu chưa đầy 1 năm ở Chelsea, ngôi sao 22 tuổi đã sô đổ quá nhiều kỷ lục, trở thành bản hợp đồng thành công nhất kể từ khi những ông chủ người Mỹ tiếp quản The Blues và vẫn đang chắp cánh cho những giấc mơ của người hâm mộ Chelsea bay cao. Giờ đây, đội bóng của họ khoác lên diện mạo mới của sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng và chính Cole Palmer là ngôi sao sáng nhất dẫn đầu binh đoàn của Enzo Maresca sẵn sàng cho mục tiêu trở lại với vinh quang. Các fan của Chelsea đã có thể được an ủi phần nào nếu như nhớ lại hơn 10 năm trước, Kevin De Bruyne đã ra đi không kèn không trống để rồi tỏa sáng tại Man City và khiến cho The Blues ôm tiếc nuối khôn nguôi. Giờ đây, họ lại đang tìm thấy nguồn sống của mình từ chính một người trưởng thành từ lò đào tạo của Man Xanh và anh vẫn còn rất trẻ để có thể hy vọng đạt đến những gì mà Kevin De Bruyne đã trải qua. Mourinho có thể đã sai khi đẩy De Bruyne ra đi, nhưng rồi Chelsea cũng đã sửa chữa được lỗi lầm đó của người đặc biệt khi họ đã có trong tay Cole Palmer, một chiến binh từng chơi bên cạnh Kevin De Bruyne và thấm nhuần tư tưởng của Pep Guardiola.